Sai. Em không mở bảng Grab lên xem. Không cần. Nhìn nó biết sai à? Chuyển hướng của nó nhanh quá. Rồi nó bị kiểu không có gì thay đổi. Lên chỗ đó. Chân này anh sẽ quăng lên chút nữa. Chỗ này nó lại xuống nhanh quá ta. Anh sẽ cóp luôn kỳ của hai chân này, bước sang điểm mới. Chỗ này co lại chỗ này.
Ơ sao chỗ đây lại có lại? Khi nó đi xuống ấy, cái anh chưa nó dướn được mà nó phải lên đến đỉnh, nó phải một lúc, tại vì nó overlap mà body kéo thân chứ chân đâu kéo thân đâu, hiểu không? Vào trong chỗ này lên đấy mình giãn ra. Chiu. Đến đoạn này để reset à. Ok. Tay nó vươn lên hả? Bật lưới này để check cho nó bị xoắn lưới không? Tay này nghĩ không để nhẹ kỳ quá. Trông nhà nó cũng kỳ hết ta. Nó về sau là đúng rồi còn gì. Tại có nhiều key quá đó. À, con này cần phải key rồi, cần phải thêm nhiều controller nữa thì nó mới thỏa mãn được cái. Các tool giờ mình sẽ chúng mình nó bị chậm lại ha.
cắm đầu xuống. Mày kia thêm cả đuôi đã nhìn nó mới đỡ điêu. Cái chân Ok, cái sừng nó về kia. Thấy nó lắc lắc không? Thấy chân nó lắc lắc chân chỗ này chuyển động nó hơi nhiều. Tại cục xoay nó dừng. Xoay nó dừng lại rồi nên là nhìn nó không được hay ho lắm. Kéo xoay vào. Rotate B. Đấy, xóa hai kia đi. Điền một kia ở giữa thôi. Xóa bên này. Kiểu như nó bị xoay chậm quá hay sao nhỉ? Ngắn lại. Cho nó rõ là cái lực đẩy đi hiểu không? Chân chút chân hơi sida. Chân này đến đây nó lại
chỗ này thì nó không được trục y của led y y đây hai này đó. Thì nó không nên là một đường thẳng. Em nhìn thấy từ cái này lên nó là một đường thẳng đúng không? Có. Đẩy cho nó cong xuống. Không cần xem graph, xem đây nữa. Tương tự chân còn lại. Kỳ giữa nó thẳng từng này. Điện thoại đi. Nghe điện thoại đi. Nghe điện thoại đi ạ. Không à? Không. Chỗ này auto ra. Đi quá sớm. Chân nó có điếu điếu nhỉ? Chân. Tại anh cường điệu quá đấy. Đi hơi xa xuống. Vấn đề là hai cái này cái này. Tự nhiên lại cực có phát nhỉ? Kỳ quá ta. Thank you.
Thôi để cô tê vậy. Giữa là bị lạc phát. Đúng. Cái đấy là do con thì hay là Do cái nên này. Khựng phát ở giữa mà kỳ lắm. Giờ bây giờ anh trả nó về vị trí cũ ha, ký tất cả 34 này, xong rồi để lên 40, anh PSA một cái kỳ. Bây giờ anh sẽ xoay hoàn tổng này, xoay thay ngược lại, khách khách lên chút ha. Xương này cách tạo bầu đem cứ cho chéo nhau nhà được, nhìn hai con trâu chéo nhau. Để tay bên trái đang bị sắn lên rồi. Bọn em hiểu rồi. Khi FK nó không thể xoắn được. Còn anh chuyển nó hơi bị nhanh mà. Đợi chút ha, cực kỳ thôi. Play đi play lại nhiều nó sẽ đẹp thôi. Rồi, key số 4 mấy đây, để default ha. 40. Ờ, 40. Bây giờ anh sẽ copy được đống này dịch sang. Rồi. Nó gấp xuống à? Bây giờ thì nó sẽ đẩy hông lên. Gấp thằng này xuống. Gập tay vào chưa?
shoot này, xong rồi lên, yeah. Nhưng mà Mà nó vẫn lên nó bị ngửa. rồi. Khi lên thì mình tiếp tục lấy một thằng nó cóp sang, một thằng này mình đẩy về một chút. Anh rig nó ít cái xương đầu quá. Ừ. Cái đầu anh rig thêm cái xương nữa thì trông nó mềm lắm. Người Rồi. ta không cần là hay là Người ta không cần biết như thế người. rồi. Thời gian quay lại nói là đến xương này thì lúc này mở ra thấy nó rất dễ bởi vì nó chỉ có mỗi xoay và di chuyển thôi. mấy cái ô kia ấy. Có cái nó để khác nhìn nó lạ lạ Ôn nào. ra cái chỗ bằng kia ấy. Trông nó điêu điêu chút, anh sẽ chỉnh cái này. Em đây kỳ vậy à? Đấy, trông pull nó hấp dẫn hơn đúng không? Có cao, có thấp, có offset này. Cú tê vậy. Cái chỗ này
thân. Thân chỗ này sẽ đẩy ra đây. Thấy không? Đây, hiệu quả của việc đẩy thân lên không? Hả? Thấy không? Bập bập. Bao xinh chút. Đẩy ra nữa đây. Anh theo trường phái. Cái câu cuối nhìn kiểu tự hào ấy. Đống đời như này mà cũng nhìn được chỉnh được. Cứ làm cho công nhất là được thôi, cần gì quan tâm là thế nào. Làm sao cho biên độ nó không thay đổi nhiều liên tục ấy, nó sẽ đúng. Quan tâm làm gì khi mà đường cong tạo nên thì nó sẽ sinh ra các giá trị không bị thay đổi liên tục. Điều đấy dẫn tới là nó sẽ không bị khựng. Tay chỗ này sai. Hay nó đi ngang này, thấy không? Ừ. Bẻ xuống. Phải xuống luôn. Đấy, trông thấy nó có lực. Rồi. Bầu không này. Lùi lại chút. Rồi xuống. Vị trí của hai thằng này. Đây là sau khi nó chuẩn bị đi này. Nén xuống mà nó lại cứ lên luôn đúng không? Sai. Mình xoay cho cái gì nhỉ?
không? Tự nhiên Đấy chứ à. Ờ có, em có thôi. nó đấy, tự nhiên nó đổ được phía trước phát xong nó mới lại. Đổ như là do cái Cục cái tổng khác chứ. xoay cục tổng này. Rồi thằng này nữa. Đó. Quay lại cục xoay thằng này. Trục nào nhỉ? Thì anh không cần này thôi. Cái đã ảnh hưởng nhiều quá là nó bị lệch cái. Tay tay vẫn sai. Tay cái đoạn Đấy thì đưa đoạn lên này thì nó thấy phải, nó đoạn này nó phải đi xuống. Tay này bẻ lên. là cả cuối á, bị chậm. Đâu đoạn nào chậm nào? Đó. Nè. Đoạn mà nó đưa lên đi. Đây này. Không, trước đấy cơ. Nhìn nào. Tay Ừ. tay nó không Nó đưa. bị ngang ra rồi. Xoay vào đây. Đeo kiểu này. Lúc nó lên này. Đoạn này overlap chút. Đẩy về nhìn cái frame nào. có em thấy rồi. Chỉ cần mình vẽ đủ các Sao frame thì nó sẽ không điêu đâu. nhưng sau khi tay nó lại bị như thế. Cái tay sao? Thì có một frame nó tính sai thôi. Cao xuống chút. Nào.
phiến thôi, rồi đến cái đuôi ha. Khi đuôi khó đúng không? Giờ khi mặt trước đi. Chưa được học về cái mặt. Mouth. Nó chỉ là nguyên tắc nén thôi mà. Thấy không? Lúc mà co cả người vào thì mới bị nghiệm lại. Thế là được. Đấy, rồi lúc lên thì sao? Mồm há ra. Đâu nhỉ? Controller anh để đâu rồi? Em có thấy không vậy về? Của cái gì không? Con cái đặt tên là controller. Ủa sao có tới hai cái vậy? Rồi cái nào là đúng ta? À cái này sai này. Sorry. Chết. Đấy, khách tìm không biết bao lần. Mình vô tội, mình vô tội. Remove. Rồi, đây giờ nhìn thấy chỉ số của nó này. Hold nó lại. Thực ra là chỗ này mình chỉ không không nên cho bằng nhau, cho nó kiểu easy thôi. Nên phải người lắc sai này. Nhưng mà thôi, há miệng ra đã. Mình không biết câu nào. Yếu tố hài hước đây. Cái lần gì ấy? Gì đâu. Sẽ cho nó đóng mở liên tục. Kiểu vậy. À, đến đấy lúc nó xuống này mình giãn hết ra. Đến đây vẫn giãn ha. Xuống đất rồi thì gặm mồm mà thôi.
hơn chút. Rồi, chi tiết phụ này, xương. Cái này chỉ cần chẳng đi theo thôi đúng không? Ký vô đây. Cái này kéo ngược lại. Xóa hai kia ở đây đi. Xóa kia 18 đi. Xóa đúng đi. Đây, nhưng mà lúc nó lên ấy, thì nó phải thấp xuống như này. Cái này không xoay được chị. Đây nó cũng có thể xoay đấy, nhưng mà nó gặp một thằng rigger không có tâm. Đây thì mình đẩy nó xuống. Đến đây mình cũng lại đẩy nó xuống. Đây. Chỗ này nó sao sao ta? Nó bị dài quá. Chỗ này cho nó normal. Được chưa? Ok. Tiếp đến phần cánh đi ha. Cánh này thì làm kiểu gì vậy? Cũng đi cái sừng thôi à? Cánh bên trên mình lại cho nó vẫy ấy. Là như sừng nó lại thường quá. Đây. Bên đây mình vẫy này. Cái đoạn này nó vẫy rồi à? Nó kiểu nó lùi lại này. Lấy đà đó. Overlap luôn. Tạm thời mình cho sau này. Rồi quay lại frame trước. Cái này cho nó dịch xuống ha. Xuống.
Ừ. Rồi. Nó mới đập một cái mà thấy đúng rồi đây. Nhìn nó khác hẳn luôn á. Rồi bây giờ anh sẽ cho nó đập theo trục này ha. Ơ sao lại đập trục đây? Thế đập kiểu gì? Đây à? À ơ không đúng rồi. Bẻ này chứ. Ừ Bọc bọc ừ. bọc bọc bọc. Đây lấy riêng hai cánh vào ha. Nó chỉ cần control hai thằng này thôi. Đó, nhìn thấy không? Bây giờ mình sẽ chỉ xoay cái trục bên này là trục đỏ này. Bên này cũng là trục đỏ luôn. Thế mình chỉ quan tâm cái thằng P này thôi. Có tool để cho nó nhảy như vậy hết rồi nhưng mà anh thì lại không cài. Hai chục này nó ngược nhau, hai cái P nó ngược nhau. Ừ. Cực kỳ một bên như đây vậy. Mỗi frame phát giống như hai frame nhé. Hai frame kia kiếm gì không ta? 3 frame, 3 frame một chu kỳ. Chắc được. Có khi nào nó bị nhanh quá không? Shikaran. Cái này chắc là sẽ nhiều người thích xem này. Anh cứ thích xem làm time lapse. Em cũng thích mấy cái đấy. Nó nhanh ấy, sau là thích xem cái kết quả cuối cùng. Chính vì anh xem rất thằng ít làm luôn này, rất ít thằng làm luôn đấy, nên là cái đấy nó kiểu anh không gì tìm mấy thằng nó làm đâu. Thường anh xem của bọn Dojo, biết bọn Dojo Không. Dojo Animation, nó làm Từ tham nước lam. ngoài hả? Tham lam của nó khá là hay. Đã gửi em xem. Thì mình đập cánh chậm lại nữa ha. Đây, chỗ này đi. Chỗ bắt đầu không đập nữa Ừ. ha. Trả hết. Chỗ này nó phải về đằng sau, chờ về sau rồi. Chỗ này mình buông buông rồi. Mình không bay nữa, mỏi rồi. Thằng nó trả anh 3 triệu để anh kỳ cái đoạn này 1-2 phút thôi. Chịu. Em bảo cái thời gian làm cho mày nó kiếm mấy triệu này. Làm cái này tốn thời gian. Nó bảo anh kỳ kỳ con này một cái video 3 phút đi. Một cái video 3 phút á. À không không 2 phút mấy, nhưng mà kiểu như là kịch bản thì nó cũng khá đơn giản, nhưng mà 2 phút mấy là nó cũng không không phải là chuyện là thích đùa được. Ôi, em thấy là Nên chỉ kỳ kỳ lâu thôi, lắm. chỉ kỳ thôi, không phải là sắp layout hay kịch bản gì hết. Đấy, để Và thế đấy. là bây giờ anh không nhận nó kỳ, xong anh ngồi anh kỳ miễn phí. Kỳ cho các đồng dâm ở trên cộng đồng C4D Việt xem.
nó cần thấy một người gọi là khai sáng animation trên COD. Thì có ai làm đâu ngoài anh. Ừ. Những đứa kia thì nó toàn À. toàn Làm gì? kiểu như là những cái đứa mà đã từng kia trên này thì nó là làm YouTube ấy. Ừ. Chúng nó đều là YouTube chứ không làm như anh. Làm YouTube kiểu học màu ấy, mấy cái spam màu ngày xưa ấy. Mà bật YouTube lên không ngờ những clip này có mấy triệu view ấy. Ồ, không hiểu sao luôn. Đấy, cái đoạn này nó kiểu kia bằng Bây giờ kia này. mấy cái đấy kia chắc chả tốn thời gian đâu nữa. Ăn sổi mà. Dạ. Ừ. Rồi, cái này Tôi làm tập tê 3 vậy. thì thôi rồi. Đang còn phần đuôi nữa thôi ha. Đuôi khó vậy. Giờ anh sẽ xóa key đi. Đúng sai. Key đuôi từ đầu thì đã một mình nó cũng không quan trọng. Đây. Để cho nó tự nhiên hơn thì anh sẽ... Đây, như này. Ha. Ừ. Đó, không cong một xíu. Dạ. Kỳ này. Bây giờ lúc mà nó đẩy sang thì nó phải overlap đúng không? Ừ. Xoay sang. Xoay sang chút. Xoay sang chút. Nó giống hệt cái bài cái đuôi của em đó. Cho nó xuống chút. Đấy, dạ. Yeah. Ừ. Anh có à. Đấy, thì cái đoạn này. Được. Cái đoạn này thì anh copy nó sang. Anh sẽ xoay nó nhẹ sang phải chút. Nào. Được chưa? Cái đống này anh sẽ cho nó xa một chút đi, copy sang này. Đấy. Ok, chỗ phim thứ 7 ấy. Hình như nó hơi nhanh. Thì nó lắc người nhanh mà. Đấy. Ờ. Ở đến bow này thì mình cứ keep bow thôi, còn tí mình chỉnh cái ấy sao. Chỉnh cái easy giữa sao này. Cái easy đấy anh chỉ cần kéo nó lùi lại thôi đúng không? Nhớ được điền key easy cứ cho nó ngược hướng của cái thằng gốc là được. Trả nó về vô cũ. Lấy cái key số 1 đi ha. Đó. Ừ. Hả? Đây muốn nhiều hơn chút nữa. Anh là một animator nghiện trường phái chiu nghiện trường phái quá đáng quá mà. Thể bắc bắc cái anh dạy em ấy bảo là cái bên Sony Picture nó cũng hay làm kiểu đấy. và là em đang cố gắng học để vào Sony Picture nhá. Và thế
Rồi nó xoay trục dọc thì đúng rồi nhá, nhưng bây giờ Ừ. mình phải xoay nó trả lực của Chiều. bên kia. Đây, nhìn thấy không? Thì đoạn này nó phải Ừ. sang bên kia đúng không? Sang Nhưng bên ở nhưng đoạn này nó phải overlap lại. Thì mình phải đẩy sang bên trái. Bẹp. Bảo là gia sư của em đến từ pizza. Kiểu vậy. không, tại cả lớp có mỗi mình em và lại em thích theo cái phong cách kiểu cường điệu hóa mà. Từ lúc nhắn tin cũng bảo là thích cái đấy, anh bảo là bây giờ làm bài thì cứ làm theo cái đấy hoặc là chữa nhau. Em lấy cái này mang bạn xong thầy em chữa nha. Cái nào, cái bài hôm trước hay cái này? Cái này đấy. Cầm video lên mang đưa, à, cầm cái file của anh đưa cho ông này bảo ông thầy chữa nha. Nhiều lỗi lắm. Nhưng mà cứ để người ta feedback cho khôn ra. Còn anh làm như này để chơi chơi thôi. Chỗ này theo nguyên lý lắc nó lại sai rồi, bởi vì đây này, mình chưa trả lực mà mình đi xuống thế Nó phải lên nữa. không, nó phải sang bên phải. Nhưng mà nó lại nhanh quá, nó lại sang sớm quá, tại vì lực không hề mạnh mà nó lại đi hơi nhiều. Anh lại phải giảm biên độ đi. Xoay nhẹ lên chút rồi. Trên đỉnh thì nó lại hơi sớm. Sớm ta. Có. Chúng ta đẩy nó ra chút ha. Chẳng có phải chim ưng hơn đấy. Có vẻ như là nó vẫn hơi nhiều ạ. Xoay sang bên này ít à. Cái đuôi này thì có cái thủ thuật là em chỉ cần offset các cái key là được, không cần phải double, tức là em key tất cả các cái xương xoay cùng một độ ấy. Sau đấy em chỉ cần cầm cái đốt xít của nó này, cầm xương một đẩy dịch ra chút, xương hai đẩy ra dịch ra chút thì tự nó thành overlap thôi, bản chất là như vậy. Nhưng mà theo như anh Viễn ở trong Spark dạy thì không không nên làm như vậy, tại vì điều đấy sẽ khiến em không phát triển được tư duy pose hay là gì đó. Nó vẫn sớm đúng không? Anh sẽ cho nó xuống chút nữa. Trước mà anh bảo làm cái cuộc thi gì nhỉ? Cuộc thi là anh đi về chủ đề Tết đi. Như là kết bạn từ đợt đấy. Thật ra anh thấy em kết bạn lâu rồi. À? Không phải là từ đợt đấy không? Anh thấy em add friend anh lâu rồi nhưng mà anh không đồng ý. Trong một ngày anh soi ra anh thấy Đâu rồi? là anh đã quyết định Vãi bấm chưa? bấm add friend. Người ta là gì nhỉ? Celebrity. Celebrity sao mà add friend bừa được. Đuôi đang nhìn sai quá vậy.
kiểu như đang đuôi đang cứng xong tự nhiên anh lại bỏ đi ha. Nó không thể, tại vì đuôi đang style cứng rồi, nó không 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 nó không như vậy được. Vậy thôi ha. Đoạn quầy không có anime à? Câu này kỳ quá ta. Xoay lên đi. Là con nhiều chi tiết nhất mà anh chịu ngồi kia ấy. Thế á? Cái con chim mà hôm nọ Rick không thể an ninh con đấy. Thì đấy, chính vì làm cho quá nhiều control rồi nên là mới không kia đấy. Tại vì nhiều nhiều ấy quá à? Nhiều control là đấy. Nhiều control quá đúng không? PSA pip cái đuôi lúc xuống mà nó ngoe ngoải một chút nữa thì tuyệt vời. Con kiểu này là thích lại. Đuôi phê quá nhỉ. Thôi được rồi, quay lại vấn đề của cái đuôi ha. Anh sẽ không kỳ nữa, anh sẽ ẩn hết kỳ đi. Sau đó anh dùng một tính năng của Cinema 4D, chắc là phần mềm khác cũng có nhưng mà hiện tại là anh mới biết cái thằng này có đây. Rồi anh bật lên 900 frame. Vừa anh vừa làm gì? Có vẻ hiểu nhỉ. Anh giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ok. Đúng Ừ. không? Đuôi tự chạy chưa? Thế rồi. Như thế là không cần phải đau đầu về việc là lực nhà đúng không? Ừ. Ờ, cái này là
Nó có sẵn à? Đúng vậy. Rồi. Ui, xịn vãi. Đấy là lý do tại sao mà anh dùng CVD làm hoạt hình đó. Tại vì anh không phải đau đầu đi tìm plugin. Bây giờ làm cái video như này đúng không? Ok. Cái đuôi là làm xong rồi. Thì Cái đuôi là thôi. từ nãy anh key xong anh dùng thêm cái đấy à? Anh tắt key đi đây, anh không dùng key nữa đây. Sao không làm thế từ đầu đi? Muốn key cho biết thôi mà. Để anh cho biết là key vất vả như nào so với việc là dùng trí não. À không, vẫn là dùng trí não thôi nhưng mà on controller này. Cái đây mượt vãi. Rồi, tạm thời là có thể mang đi khoe khoe mọi người rồi. Giờ anh sẽ tắt đi màn hình đi. Rồi chỉ cần render một cái thôi, đúng không? Đâu. Cầm này xoay này hả, em sẽ đi vòng Con này xinh phết, cái màu của nó ấy. nôn rồi, anh sẽ cho nó về cái này. Nhanh quá. Nhanh đúng Ừ. không? Bây giờ để nó có hai lần thì mình phải để nó sang 180 frame đi. Rồi. Sau đó là bởi vì anh đã có cái mà lấy tất cả control. Anh không không cần phải làm cái kiểu đấy. Anh chỉ cần tích vào cái auto character này thôi. Character này. Tắt cái auto key đi. Sau đó anh sẽ vào animation add motion clip rồi cancel on controller à, nó chỉ đến 58 thôi. Ok, để mình vào đây animate đây. Motion clip. Bỏ tích thằng trên cùng đi. Make expression. Và ok, tắt đi đã. Mình cần lưu file tên là dummy 00 ở đây. Quay lại cái 10. Animate add motion clip. Jump. Nó nghĩ một chút. Bắt, 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 bắt.
can swallow. Thấy đi 40 củ mà lại chạy luôn, chán thế. Rồi. Coi ha. Rồi, đây là anh kéo này, nhân đôi đây. À, không cần, anh chỉ cần để Nhưng mà cái tăng lên là được. điểm đầu với điểm cuối khác nhau mà. Thì kệ nó bay về chỗ cũ sao đó. 3 lần đi. Chỗ này 240 frame là bao giây nhỉ? 8324 8 giây à? Xoay chỗ này, xoay từ không cho đến 240, được hai vòng đi. Rồi. Chỉnh sửa giá trị một chút bởi vì nó xoay hát, bởi vì nó vốn là cần phải một bên như này đi. Rồi, camera này giờ chỉnh thoải mái này, đưa nó về góc rộng một chút. Hẹp đi, quên. Oh, what? À, lộn, 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 lộn. 240. Ủa? Sao nhỉ? Sao nó chỉ loát từ 0 đến 1 rồi ta? Timeline ở đây vẫn chỉ là... Ủa, sao kéo? Đỡ đi. Rồi. Mất bố anh slider. Nhanh đúng không? Dễ quá. Đây là anh giảm nó đi một vòng. Cái này là Shift F3. Tất nhiên nó nhảy bực lên phát nhỉ. Rồi. Đổi nó về 360 này. Ôi, hả cửa ai à? Xuống một chút ha. Tắt cái nu đi, tắt cái supply đi. Ồ, tan chảy. Là gì? Ủa, nhiều thằng nhìn thấy mình có cái đuôi chắc khóc. Lúc anh có ghi đuôi không ta? Em Cái đuôi nó bị làm sao vậy? sao Đó. thì nó đúng như vật lý thế luôn đấy, anh để nó mềm quá thôi. Ừ. Nó bị mềm quá, trong khi ở cái đuôi này nó phải hơi cứng cứng mà. Kệ đi, mềm nó mới khó chứ còn cứng thì dễ. Ừ. Đây là ấn tượng điểm hấp đấy đấy.
Rồi, đây sẽ render ra. Mặc dù đây chỉ là một bản Lâu lâu không? vài giây. Dạ. Đây chỉ là một cái gọi là màn hình của anh khi thước bao nhiêu ta? 2560. Survival check. Demo anime. Bình thường rig cho ai xong rồi có cái này khoe ui. À đấy, tí làm cái tút à, làm cái video ngồi nghịch nghịch cái con rồng nữa xong rồi có suất ua nhiều like đấy, vô cùng. Rồi đấy, chờ nó ra ngay nè. Những cái thứ này chỉ mang tính chất lừa đảo thôi. Ôi. Cái nào? À, những cái sâu kiểu như này này chỉ lòe được không biết gì thôi, nhưng mà cao thủ nhìn người ta cười mặt cho ngay, nhưng mà cuộc sống mà số người giàu luôn ít hơn số người nghèo, và những người pro thì luôn luôn chiếm số ít. Sai nhiều cực luôn đấy, nhưng mà anh ngồi ngồi xem lại thì sai nhiều lắm ấy. Rồi bây giờ sẽ chúng ta sẽ quay lại cái con mà chúng ta không kỳ ha. Nó dummy mấy ra 18 á, phải chưa kỳ đúng không? Nghĩ làm gì? Bình thường em sẽ thấy một cái À. video mà nó hay ngồi nghịch